Xin chào các bạn đã đến với channel của HD New. Nếu bạn là người đam mê sản phẩm đầu phát HD 4K nói chung và là fan của thương hiệu Dun HD nói riêng thì chắc hẳn các bạn đã được nghe đến chiếc đầu Dun HD Pro 4K Plus 2 trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Đây chính là model đầu phát mới nhất của hãng Dun HD đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 1 năm 2021 này. Mặc dù sản phẩm này đã góp mặt tại thị trường Việt Nam muộn hơn gần một tháng so với dự kiến, tuy nhiên nó vẫn nhận được cái sự quan tâm rất là lớn, rất là đông đảo từ các cái cộng đồng người chơi HD 4K ở Việt Nam cũng như là cộng đồng Dun HD. Vì vậy, chúng tôi thực hiện video này sẽ nhằm giới thiệu cho tất cả các bạn những cái đặc điểm mà nổi bật, những cái cải tiến mới nhất trên cái sản phẩm này so với các cái model cùng phân khúc trước đó, ví dụ như là Pro 4K Plus 1 hay là Pro 4K 2. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy click ngay vào đường link hoặc là gọi đến hotline chúng tôi sẽ để bên dưới mô tả của cái video này nhé. Đầu tiên, chúng ta không thể nào không nhắc đến về cấu hình của sản phẩm được. Thì chiếc đầu Dun HD Pro 4K Plus 2 này có cấu hình hầu như là tương đồng với cả model Pro 4K 2 ra mắt trước đó. Có thể kể đến như là chipset Realtek RTD 1619 này, CPU 6 lõi, 4GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, hệ điều hành Android TV 9.0, khả năng giải mã video 4K P60, 4K HEVC 10bit, công nghệ hình ảnh HDR10 cộng, giải mã VP9 Profile 2 dành cho YouTube 4K HDR, vân vân và vân vân. Vì vậy, giống như Pro 4K 2, Pro 4K Plus 2 cũng đem lại hiệu năng sử dụng cực kỳ ấn tượng, đi kèm với chất lượng hình ảnh, video, phim rất là tuyệt vời. Trên thị trường hiện nay khó có sản phẩm nào cùng phân khúc mà có thể làm được như là sản phẩm này. Chúng tôi sẽ demo cho các bạn về cấu hình, sự mượt mà cũng như là trải nghiệm sử dụng của sản phẩm ở phần sau của video nhé. Không chỉ sở hữu cho mình hiệu năng sử dụng cực kỳ tuyệt vời thì Dun HD Pro 4K Plus 2 còn được nhà sản xuất mang đến thêm khá là nhiều cải tiến đáng giá so với các model trước, giúp cho trải nghiệm sử dụng không những chỉ là mượt mà còn càng ngày càng tiện dụng, thông minh. Chúng ta hãy đi vào từ thiết kế nhé. Thì chiếc Dun HD Pro 4K Plus 2 sở hữu vẻ ngoài vuông vức hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm. Nói về phong cách thiết kế và chất liệu thì nó cũng tương đương với cả Plus 1 thôi. Tuy nhiên thì cái cải tiến đáng giá nhất theo mình ở đây chính là ở phần mặt trước, với đồng hồ hiển thị LED ở đây rất là đẹp, phông chữ thanh mảnh và trắng sáng, diện tích hiển thị cũng lớn hơn rất là nhiều, đem lại cho mình cảm giác hiện đại và sang trọng hơn hẳn mỗi khi sử dụng cũng như là nhìn vào. Ngoài ra thì việc bố trí thêm một nút bật tắt nguồn và một cái cổng USB 2.0 ở mặt trước như này là một bổ sung rất là nhỏ thôi, nhưng mà đem lại cực kỳ nhiều cái sự tiện ích. Ví dụ như là việc khi cắm USB hoặc là khi bạn muốn bật tắt nguồn khi không có điều khiển, nó cực kỳ là tiện dụng. Cái điểm khác biệt tiếp theo trên con Dun Pro 4K Plus 2 này chính là ở mặt cạnh bên này. Chúng ta đã không còn cổng cắm thẻ nhớ SD và một cổng USB 2.0 ở bên này nữa. Thay vào đó, các khay tản nhiệt đã được khoét diện tích tăng đáng kể so với trước đây. Còn ở phía mặt sau, các cổng kết nối cũng đã được bố trí lại cùng với bổ sung thêm. Đáng chú ý nhất ở đây, chúng ta có thứ nhất là cổng HDMI out audio only này. Cái cổng này thì trước đây chỉ có dòng Max Ultra được trang bị sẵn,
đặc biệt hữu ích cho các bạn đang trang bị âm ly số hỗ trợ đầu vào HDMI, giúp mình giải mã âm thanh chất lượng cao khi mà xem phim, nghe nhạc, nhưng mà vẫn có thể xuất được hình ảnh, video một cách trực tiếp từ đầu phát lên TV, máy chiếu của mình nhé. Và thứ hai, đó chính là một cái anten, một cái cổng anten riêng dành cho Bluetooth. Phiên bản Bluetooth trên Pro 4K Plus 2 này là 5.0 thay vì là 4.0, 4.1 trên các cái model trước đây. Thì cái này chủ yếu là để phục vụ cho kết nối chuột bay mà chúng tôi sẽ nhắc đến ở các cái phần sau. Còn chuột bay này có một cái rất là hay này. Ngoài ra ấy, thì cái sản phẩm này còn được tích hợp thêm đầu vào hồng ngoại rời ear-in ở đây. Rất là hữu ích khi mà bố trí đầu phát ở những cái khu vực, vị trí, địa hình mà gây cản trở cho bộ thu hồng ngoại. Ví dụ như là để vào trong tủ chẳng hạn. Đấy. Thì cái mắt thần này mình sẽ phải nối rời ra ngoài rất là tiện. Cũng là một cái cải tiến nho nhỏ. Còn các cái cổng kết nối cơ bản khác ấy, như là cổng âm thanh AV-RCA, hình ảnh CVBS, các cổng âm thanh đồng trục quang mạng vân vân thì đều được bố trí và di rời thôi, không không có cái gì khác biệt nhiều cả. Ngoài ra thì cái chuẩn kết nối USB tốc độ cao được nâng lên là USB 3.1 thay vì 3.0 như trước đây. Ta có cổng USB Type-C và USB Type-A. Ngoài ra thì vẫn còn một cổng USB 2.0 này nữa, giống như phiên bản trước. Nút bật tắt nguồn tương tự, và cổng vào của nguồn DC 12V 3. Chúng ta hãy cùng đến với phần trải nghiệm thực tế sử dụng sản phẩm này. Đây là phần mà các bạn rất là quan tâm. Thì như tôi đã nói ở phần trước ấy, thì sản phẩm này Dun HD Pro 4K Plus 2 có cấu hình tương đương với cả Dun HD Pro 4K 2 ra mắt vào năm ngoái. Thì cấu hình của sản phẩm rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy cái sự mượt mà khi mà chúng ta chuyển trong cái giao diện này. Khi ta mở ứng dụng thì nó lên rất là nhanh. Mở đóng ứng dụng không hề gần như là có một cái sự giật lag nào cả. Đó. Hay là khi các bạn xem phim trên ổ cứng. Tôi sẽ mở một bộ phim. Và tôi sẽ thử tua bộ phim này nhé. Để cho các bạn yên tâm thì đây chính là thông tin của bộ phim này. Độ phân giải lên đến là 4K 2160p 10 bit. Codec là HEVC H265. Phim chạy rất là mượt. Đây tôi sẽ sử dụng ứng dụng Dune Control để tua cho nó nhanh. Và khi tôi dừng phim và chuyển sang một bộ phim khác. Terminator Dark Fate. Đó, khi tôi tua phim và dừng.
Quay lại giao diện chính, vào ứng dụng Android, vào YouTube. Mọi thứ rất là trơn tru các bạn nhé. Đặc biệt là ở phiên bản Pro 4K 2 Plus này thì chúng ta đã có một cái khay ổ cứng bên trong thay vì là phải cắm bên ngoài. Bên cạnh đó thì ở cái phiên bản đầu phát lần này thì Dun HD đã trang bị cho chúng ta thêm một cái gọi là quạt dành riêng cho ổ cứng, để tránh cái mối lo của các bạn là về khi mà ổ cứng các bạn chạy quá là lâu ấy, thì sẽ gây ra tình trạng là nóng và hư hại ổ cứng. Đây cũng là một cái thay đổi rất là nhỏ của hãng thôi, tuy nhiên thì nó lại đem lại sự an tâm và ổn định hơn cho hệ thống của sản phẩm khi chúng ta sử dụng hàng ngày. Dun HD Pro 4K Plus 2 cũng giống như là Pro 4K 2 cũng sở hữu cho mình khả năng truy cập và xem các nội dung trực tuyến cao cấp. Và đơn cử ở đây chúng ta có thể nói đến chính là Netflix với độ phân giải tối đa 4K HDR và đầu ra âm thanh vòm 5.1 kênh. Tiếp theo đó chính là phần mềm YouTube đã hỗ trợ lên đến độ phân giải là 4K HDR nhờ vào cái sự hỗ trợ chuẩn nén VP9 Profile 2 tới từ Google. Hầu hết thì các sản phẩm Android Box cũng như là HD Box khác trên thị trường Việt Nam hiện nay thì đều không hỗ trợ các cái chuẩn định dạng nội dung trực tuyến cao cấp này các bạn nhé. Có một sự cải tiến không kém phần quan trọng trên chiếc Dun HD Pro 4K Plus 2 này, đó chính là việc tích hợp hệ điều hành Android TV 9.0 chính chủ từ Google. Với giao diện Android TV mới này thì các bạn có thể truy cập các ứng dụng nội dung online, streaming trực tuyến, vân vân và vân vân chỉ với một chiếc điều khiển trong tay, thay vì phải sử dụng đến các con chuột bay, chuột không dây. Ví dụ như là khi các bạn vào kho ứng dụng CS Play, các bạn có thể thấy là chiếc điều khiển chúng ta hoạt động cực kỳ là trơn tru và mượt mà. Các bạn có thể truy cập vào giao diện Android TV bằng cách là từ giao diện chính và vào ứng dụng có tên là Android TV như tôi đang làm. Có một điểm nữa mà chúng tôi mới nhắc đến ở trong video này chính là việc Dun HD đã trang bị cho người dùng một chiếc điều khiển chuột bay hỗ trợ đầu vào giọng nói. Đây là lần đầu tiên Dun HD hỗ trợ nút điều khiển giọng nói trên chiếc điều khiển chuột bay này. Tất cả các model từ 2019 trở về trước đều chỉ có tính năng chuột bay chứ không có điều khiển giọng nói như hiện tại. Điều này cực kỳ tiện lợi cho người dùng khi mà bạn có thể điều khiển thiết bị từ bằng giọng nói của mình. Các bạn có thể kích hoạt nó bằng cách là ấn vào phím điều khiển giọng nói như ở trên đây. Hoặc từ màn hình chính các bạn ấn giữ phím pop-up menu 3 giây. Sau đó các bạn nói khẩu lệnh của mình. Mở YouTube. Đang mở YouTube. Ngoài ra thì ở trong các cái ứng dụng hỗ trợ, các bạn hãy ấn vào cái nút tìm kiếm giọng nói như thế này. Thay vì các bạn phải gõ các cái phím số, phím chữ để tìm kiếm nội dung,
Hiện nay bạn có thể ấn ngay vào nút tìm kiếm giọng nói. Liên khúc nhạc xuân 2021. Tôi sẽ thử tìm kiếm nhạc trẻ mới nhất. Vâng, và trên đây là tất cả những cái đặc điểm nổi bật cũng như các cái cải tiến đáng giá nhất ở trên chiếc Dun HD Pro 4K Plus 2 so với các cái mẫu đầu phát trước đây. Thì theo tôi đánh giá, đây là một sản phẩm đầu HD 4K kiêm Android TV Box rất là đa năng, mạnh mẽ và thông minh. Như các bạn có thể thấy thì nó đáp ứng được hầu hết các nhu cầu giải trí hiện nay, từ việc xem phim offline, xem phim 4K trên ổ cứng, cho đến xem Netflix chất lượng cao, xem YouTube chất lượng cao, nghe nhạc trực tuyến, xem truyền hình trực tuyến, hát karaoke, vân vân và vân vân. Tất cả các tác vụ đều được hoạt động một cách hoàn hảo và trơn tru. Nhìn chung đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời của Dun HD. Hy vọng là sau video này chúng tôi đã có thể đem lại cho các bạn thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về chiếc đầu phát tuyệt vời này, Dun HD Pro 4K Plus 2, sản phẩm mới nhất của Dun HD trong năm 2021. Nếu như các bạn có quan tâm cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc cần tư vấn thêm, hãy click ngay vào đường link hoặc là gọi ngay vào số hotline. Chúng tôi sẽ để các cái thông tin này ở phía cuối mô tả video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.